not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is time. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll mong gia đình các cô công các bà chấp nhận lễ ăn hỏi thì cho gia đình ông bà ông Phê Anh xin cảm ơn. Và lời đầu tiên là cũng là xin được kính chúc sức khỏe cho các cụ công các bà cùng toàn thể các quý vị quý khách hôm nay về dự cái buổi lễ ăn hỏi và xin cưới nồng tài của hai bên gia đình. Thì thay mặt cho nhà gái thì chúng tôi cũng xin được chấp nhận.
là kính báo tổ tổ đường, sau nữa là xin ân hỏi và lễ nạp tài. Thế là xin đề nghị với mọi nhà gái xin chấp nhận cho lễ này, xin chân thành cảm ơn. Thì các cụ đã có ý kiến thì tôi cũng đại diện cho nhà gái xin được chấp nhận và xin chân thành cảm ơn. Thì qua cái buổi ăn hỏi và xin cưới ngọc tài hôm nay thì cũng thay mặt cho nhà gái thì hôm nay là có mặt tại hôn trường này để là làm lễ phúc quy cho hai cháu và dẫn cháu Thanh Nhàn về là sân hậu trường họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm trai cháu.